Theo ông Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, địa phương đã thu hồi 138,4 hectare đất rừng phòng hộ cấp sai quy định tại các tiểu khu 176A, 169 thuộc khu vực Hồ Thủy Lợi, kết hợp Thủy Điện Định Bình. Đây là diện tích đất rừng phòng hộ mà gia đình ông Nguyễn Đình Kim, nguyên bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh, thâu tóm mà báo Sài Gòn Giải Phóng đã có bài phản ánh hồi tháng 7 năm 2022. Trong đó, cá nhân ông Kim chiếm 85 hectare đất rừng, hai con trai ông này là Nguyễn Đình Sơn chiếm 30 hectare và Nguyễn Đình Ngân chiếm 23,4 hectare. Hiện còn hai trường hợp cấp đất sai quy định nhưng đang có đơn khiếu nại, đòi quyền lợi bồi thường tài sản trên đất nên chưa chịu giao trả là ông Nguyễn Chí Tranh, cháu ông Kim, được cấp sai 10 hectare và bà Võ Thị Ánh Nhạn, vợ của nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Trần Công Sí, được cấp sai 0,8 hectare.